Em là con một. Dạ không. À quên. Con trai mà. Con nói đó quên, nghe em ngồi dưới rồi à. Con một mà một nhóm đó. Nãy giờ họ nói chuyện với, nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Dạ đúng không? Trời ơi. Hỏi lại đi. Hỏi em tên gái với em cũng không biết anh tên gì luôn. Bây giờ giới thiệu đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Phạm Trường Nhân. Em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh. Chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi. Quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Thì đang chia tay. Tại do không hợp nhau đây chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế, xong tôi hỏi tiếng Huế cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm, vì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi. Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là một hả? Một luôn. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ. Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn, duyên dáng. Tại sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Mấy thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà, em ngủ, em xem phim rồi em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em thích, rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai. Mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà em chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập ngoài tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có tài, việc tài, ca hát, nhảy múa gì không? Em ca cũng được, nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thử coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắng em đang chờ đợi anh. Ok. Hay mà, ca tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát, con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn, mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7. Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ. 1m73 ạ. Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dừng. Dạ hút thuốc thì em không hút ạ. Nhậu thì có nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng em ngưng chứ không hầu nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ vui vui thì 5 lon. Buồn buồn là 5 kép. À,
Để đâu đến nổi hả? Rồi, em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú. Từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. À, có ở dơ không? À, chắc có. Chắc có. Hả? Ủa ở dơ mà chắc có là sao? Mấy ngày mới tắm lần? Một ngày tắm hai lần. Một ngày tắm hai lần. Trời ơi. Hai ngày tắm lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều là em giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? Hai lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu lâu quên thiệt lần. Lâu lâu quên thiệt lần. Có khi tháng cũng có một lần à. Dạ không có, không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là sao? Đâu, trời? Ta nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, hỏi có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Em thấy sẽ làm dâu là bình thường à. Bình thường. Dạ. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. À. Được. Mà em sáng sủa đẹp trai à. Sao nha. Dạ, ô, chào chú. Chào em gái. Cao mét mấy, sao mấy? Sáu. Dạ, sáu. Sáu hay nặng nhiêu? À, 45. Ờ, hơi gầy xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, còn sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Thích con trai đeo kính cận đó chị. Ủa vậy hả? Là gì hả? Hay quá. Dạ. Chứ ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự con nhìn con thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ con, sao chị tháo kiến vậy? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ hôn đâu cần thấy đường, nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. À, rồi thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi đó. Với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai, dạ. Em ruột hả? Dạ. Rồi đâu ra chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ em thấy nhìn bề ngoài thì rất là ok. Bề trong thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em. Thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì. Dạ không phải, nhậu thì để nói nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn, 90% còn cái gì nữa. Rồi, nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, vợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. À. Rồi, lực dạ. Lực lượng đông đảo quá ha. Dạ, vâng. Đông quá, một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ, chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian, nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ. Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi sang quá, 90%, cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi vô luôn. Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Mợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ anh cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi, chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. À anh đi làm ở Tân Phú. À vậy hả? Em anh là anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài đi qua có công ty. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiện quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ, cái này thì đúng mà. Gặp em cái anh khóc luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai thích con gái vừa bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói với con.
chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai đều được. Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa, nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. À quên. Có em trai mà. Là... con mới đó quên thằng em ngồi dưới rồi à. Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? Dạ đúng không quên. Trời ơi. Hỏi đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, à, anh tên sao là... nói trễ quá vậy? Để chuyện nào xong về hắn nói. Dạ, anh tên đầu là Phạm Trường Nhân. Em là Ngân, Kim Ngân, Ngân. Kim Ngân. Vàng bạc á. Dạ. Các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem bây giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào. Chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Tốt. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Đúng quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu nữa chàng trai nha. Nào nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ nữa. Anh hiền quá. Anh hiền quá. Hôn nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ cũng có à. Cũng có à. Ơi, chào em. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi. Rồi, còn em. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 lon. 40 lon. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sẽ ơi, sai. Trời ơi, nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng. Rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, năm 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ.
Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Em ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi, ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, cảm ơn. Cũng rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đó không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kia. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là 4 anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học từ đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu ạ. Ôi dồi. 5 triệu một tháng. Một tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nó 1 tháng ấy chứ. Thế hả, 1 tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì ở chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì hãy về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào.
em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. À thì chắc chắn là rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Nguyên Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Soan đúng không ạ? Đúng rồi. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa, mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra Giang coi được. Giang anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay Thế được đây bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em. Với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Đây. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ em chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thu quỷ đó em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út chó. Dạ em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thêm mót có tên út lòi nữa. Tức là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi ra ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không. Mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em. Nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng. Với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình anh. Sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng,
thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi, duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quỳnh Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Em 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình. Thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ. Cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng. To trắng không chị? Em nói to trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, thôi quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Thiệt không vậy chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. À, nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ em chào anh. À, chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Ta hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Mà cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không nói. Hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà đó là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ. Hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em á có gia đình rồi, cũng mong muốn á chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông á biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị. Cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ. Kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. Được. Tụi em mong muốn đó là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc cho chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn. Rồi, em dạ, gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn. Kho luôn.
mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức, Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng đó, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở cho đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau tìm hiểu nhau á thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em đêm hát. Làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Dạ, anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. Anh tên Úc. Nào, để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Hay quá. Rồi. Ốc rồi, mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào, cái nụ hôn đầu tiên. Con vui lắm nha. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe.
Học ốc không? Không? Học ốc không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt. Không lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá. Út không. Lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Nó phải trúng. Trúng chưa? Dạ rồi, rồi. Hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Trúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ.